Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đồng hành cùng với chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ có 3 bạn. Đó là bạn Phil, bạn Sue và bạn Ben. Chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại các bài chúng ta vừa học nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe các đoạn hội thoại giữa bạn Phil và bạn Sue và bạn Ben ở dưới này và chúng ta cùng nhắc lại theo cô nhé. Hi, Ben. I have a ball. Hello, Sue and Phil. Look, I have a bag. And I have a cat. Look out, cat. There's a goat. Câu này nghĩa là gì các bạn nhỉ? Bạn Phil đang chào bạn Ben. Chào Ben, tôi có cái gì đây? Có một quả bóng đúng không nào? Và bạn Ben, bạn nói là gì? Chào Sue và Phil. Nhìn này, mình cũng có một cái túi. Và mình có một con mèo. Coi chừng mèo, có một con dê đúng không nào? Bây giờ các bạn cùng cô Alisa nhắc lại một lần nữa nhé. Hi, Ben. I have a ball. Hello, Sue and Phil. Look, I have a bag. And I have a cat. Look out, cat. There's a goat. Awesome. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bài 2 của chúng ta có nhiệm vụ như sau. Bây giờ ở đây cô sẽ có 4 hình ảnh tương ứng với các chữ ở dưới này. Nhiệm vụ của chúng ta là khoanh tròn vào các chữ sao cho tương ứng với các hình ảnh dưới này nhé. Hình ảnh đầu tiên cô sẽ có ở đây là gì? À, đây là một cái túi đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ quanh vào chữ bag. Vậy bức tranh số 2 cô có cái gì đây? What is this? It's a ball? No. It's a cat? No. It's a goat? Yes, it is a goat. Ok, bức tranh số 3 nào. Đây là cái gì? What is this? It's a gate. Đây có phải là một cánh cổng không? No. It's a hat. A hat. Đây có phải một cái đầu không? No. Ok. Is this a ball? Yes. It is a ball. Ok, và bức tranh cuối cùng chúng ta có là gì đây? What is this? Yeah, it is a gate. Big hand. Ok, next. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau luyện bài nghe nhé. Chúng ta hãy lắng nghe xem và chọn bức tranh sao cho chính xác nhé. Để lắng nghe được bài này chúng ta cùng nhau ôn tập lại một lần nữa nhé. Ở bức tranh A cô có là a goat. Bức tranh B cô sẽ có là a gate. Bây giờ chúng ta thử nghe xem là chúng ta sẽ chọn bức tranh A hay B nhé. 1. A gate. Cái gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, đó chính là a gate. Ok, number 2. What is this? It is a pencil and a pen. Chúng ta thử lắng nghe xem là pencil hay là pen nhé. 2. A pen. À, chúng ta nghe rất là rõ đúng không nào? Đó chính là a pen.
easy. Okay, number three. Three. A hand. A hand. Vậy chúng ta chọn đáp án gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là đáp án A. A hand. Big hand. Ở đây chúng ta hãy cùng lắng nghe và chọn chữ cái thích hợp nhé. Ở số 1 chúng ta sẽ có hai chữ cái, đó là chữ E và chữ I. I. Ok, bây giờ chúng ta thử xem đây là chữ E hay chữ I nhé. 1 E. À đúng rồi, đó là chữ gì các bạn nhỉ? Chữ I. Ok, number 2. 2 E. Đó là chữ gì? Đúng rồi, đó là chữ E. Chúng ta nghe rất là rõ đúng không nào? 3 K. Chữ gì các bạn nhỉ? Chữ gì mà chúng ta đặt cây vào cổ để chúng ta cảm nhận cái độ rung vào cổ nhỉ? Đúng rồi, đó là chữ G. G. Ok, number 4. 4 H. Chữ gì các bạn nhỉ? Đó là chữ Ha. Ha. Ok, well done. Chúc mừng tất cả các bạn đã làm đúng. Chúng ta sang bài số 3. Ở đây chúng ta hãy lắng nghe xem những lời ở câu nói này và những bức tranh xem có đúng không nhé. Nếu như đúng chúng ta sẽ đánh dấu tích, còn nếu như sai thì chúng ta sẽ đánh dấu x ở phía này nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe. 1. There's a bell. Các bạn có nghe được không nhỉ? Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nhé. 1. There's a bell. Nghĩa là there's a bell. Nghĩa là các bạn, đây là cái gì nhỉ? Đúng rồi, đó là cái chuông đúng nào? Vậy chúng ta nhìn hình ảnh đây xem có phải một cái chuông không? Đúng rồi, đây là một cái chuông đấy. Vậy chúng ta sẽ đánh vào dấu tích. Ok. Number 2. 2. I like chips. I like chips. Nghĩa là khoai tây chiên. Tôi thích khoai tây chiên đúng không nào? Vậy chúng ta nhìn vào hình ảnh đây có phải là khoai tây chiên không? Không, đúng không nào? Vậy chúng ta đánh vào dấu x. Ok. 3. Touch your hair. Touch your hair. Touch your hair. Vậy chúng ta xem đây có phải hình ảnh là chạm vào tóc của mình không? Đúng rồi, vậy chúng ta đánh vào dấu x. À, dấu tích, sorry. Câu số 4 nào. 4. Number 4. I have a red pen. Chúng ta lắng nghe đây là câu gì nhỉ? I have a red pen. Red nghĩa là màu gì các bạn nhỉ? À, đó chính là màu đỏ. Vậy ở đây chúng ta nhìn bức tranh này, đây có phải một cái bút chì màu đỏ không? No, đó chính là màu xanh dương, là blue. Vậy chúng ta đánh giá dấu x. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem chúng ta đã được bao nhiêu sao nào. Yeah! Excellent! 5 star! Excellent! Ok, good! Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 4, number 4. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và lựa chọn những hình ảnh thích hợp nhé. Câu số 1 này, chúng ta nghe cô đọc và chúng ta sẽ cùng nhắc lại nhé. Chicken. Chicken nghĩa là gì các bạn nhỉ? À, đó chính là thịt gà đúng nào? Vậy câu số 2, cô có câu là a red pen. A red pen nghĩa là cái bút màu đỏ. Ok. Và câu số 3, cô có từ milk. Milk đó là những cái gì nhỉ? Đồ uống mà các bạn hay uống hàng ngày đó. Đó chính là sữa đúng không nào? Ok, very good.
Ở đây chúng ta sẽ có một trò chơi như sau. Ở đây cô sẽ có 8 từ vựng. Đó, 8 từ ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm và khoanh 8 từ đó sao cho thích hợp. Trước tiên chúng ta hãy cùng ôn tập lại nhé. Fish. Fish. Gate. Goat. Hand. Head. Milk. Pencil. Red. Ở đây chúng ta có thể khoanh hàng ngang hoặc là hàng dọc như này cũng được nhé. Bây giờ cô sẽ dành cho các bạn ít phút để chúng ta cùng làm nhé. Ok, các bạn đã làm xong chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra lại nhé. Cô có từ fish. Cô có 4 chữ này. F-E-S-H. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm chữ F ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Cô sẽ có từ fish. Ok. Fish. Bây giờ chúng ta đã có một từ rồi. Chúng ta tìm từ tiếp theo nào. Cô có từ get. Chúng ta có 4 chữ cái là G, A, T, E. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm chữ G nào. G đâu nhỉ? Có phải chữ này không? Nhưng đây chính là G, O. Không phải rồi. Chúng ta tìm tiếp. À, đây rồi. Cô có từ đây rồi. G, A, T, E. Rồi, ok. Gate. Và bức tranh tiếp theo chúng ta sẽ có từ goat. Chữ G, G, G. Đây rồi, cô sẽ có chữ goat. Ok. Goat. Chúng ta tìm từ tiếp theo nào. Từ hand. Chữ H đâu rồi nhỉ? Đây rồi, cô có chữ hand. Ok. Hand. Tiếp theo cô sẽ có chữ head. Chữ H đâu nhỉ? H, H, H. Đây rồi. Head. Ok. Head. Tiếp theo từ số 6, cô sẽ có từ milk. M, M. Milk. Ok. Milk. Và cô sẽ có từ pencil. Chữ P, P. Đây rồi, cô sẽ có từ pencil. Pencil. Và cuối cùng cô sẽ có từ red. Đâu các bạn nhỉ? Đây rồi. Red. Red. Ok, we can. Các bạn đã tìm hết những chữ cái của mình chưa nào? Very good. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài cuối cùng nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhìn vào các hình ảnh này và chúng ta sẽ điền các từ còn thiếu nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ có từ gì đây? Đây là cái gì các bạn nhỉ? What is this? À, đúng rồi, đó là chữ head, đúng không nào? Tiếp theo, các bạn nhìn thấy đây là cái gì? À, đó chính là chữ bút chì. Vậy chúng ta còn thiếu từ gì? Chữ P, đó chính là pencil. Và hình ảnh tiếp theo, chúng ta nhìn thấy cái gì đây nhỉ? Đây là cánh cổng, đúng không nào? Vậy chúng ta còn thiếu từ gì? Chữ gì mà chúng ta đặt tay ở cổ nhỉ? Đúng rồi, đó là chữ G. Chúng ta có từ gate. Ok. Và tiếp theo chúng ta nhìn thấy con gì đây? Đó chính là fish. Ok. Chúng ta cùng kiểm tra lại xem chúng ta được đúng không nhé. Đúng rồi, 5 sao, 5 sao. Chúng ta đã làm đúng hết rồi đấy. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại một lần nữa nhé. Head. Head. Pencil. Pencil. Gate. Gate. Và cuối cùng chúng ta có từ fish. Fish. Ok. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye.